cho tóm tắt về mọi người còn nhìn thấy đây màn hình không? Alo. Thấy rõ chưa? Rồi, ta sẽ tóm tắt về chương 13 ha. Nhập đề từ câu 1 đến câu 4. Đây là phần nhập đề. Thầy xem đá lớn thật, công trình vĩ đại thật. À, đây là lời khen là của các tông đồ dành cho đền thờ Jerusalem. Vì cái đền thờ này đó, Herodê làm mới từ năm 20 trước công nguyên và tới năm 67 mới hoàn thành. Chúng ta thấy là 87 năm tất cả đó. Có những khối đá dài 13 mét, cao 4 mét và rộng 6 mét. Một cái kích cỡ lớn lắm ha, kích cỡ lớn lắm. Nó có thể là bằng một cái gian phòng lớn đó. Là nó chỉ là một khối thôi đó, còn nhiều khối khác. Mặt tiền thì phần lớn được bọc vàng nè. Có khi là những tảng đá rất là lớn mà màu trắng nữa. Màu trắng và màu vàng ha, phản ánh khi mặt trời chiếu vào thì nó sẽ phản ánh rất là mạnh. Nó làm lóa mắt người xem, đặc biệt là màu vàng á. Nhìn vàng là người ta đã lóa mắt rồi. Chính những điều này khiến các tông đồ trầm trồ khen ngợi điều này ha. Chúng ta đi tới nhà thờ, ví dụ như thờ Bình Thái không thì nhiều người cũng đã có thể khen được. Thì công trình cũng khá đẹp. Còn chưa kể những cái công trình khác nó còn đẹp hơn rất nhiều. Jerusalem nó còn đẹp hơn những cái nơi khác mà chúng ta đã nhìn thấy nhiều. Ở câu 2, Chúa Giêsu nói tại đây sẽ không còn tảng đá nào. Đây là lời tiên tri của Chúa Giêsu và được ứng nghiệm một cách trực tiếp trong năm 70. Năm này thì người Do Thái đứng lên chống lại Roma. Và vì Roma muốn đè bẹp cái cuộc nổi dậy này nên đưa quân sang tiêu diệt. Và một trong những nơi họ nhắm đến là đền thờ. Bởi vì nếu còn đền thờ thì dân Do Thái vẫn còn nơi bám trụ và vẫn còn đấu tranh. Nên họ san bằng luôn ha. Và nơi đó trở thành một nơi hoang phế. Nó trở thành một nỗi ô nhục cho người Do Thái cho đến bây giờ luôn á. Ở câu 4, các tông đồ phần vì sợ hãi, phần vì tò mò nên đã hỏi Chúa về thời gian xảy ra điều tiên báo và dấu hiệu nhận ra thời đó. Ở chương tiếp theo, ở đoạn tiếp theo, ở câu 5 đến câu 13, khởi đầu các cơn đau đớn, Chúa Giêsu từ câu 5 đến câu 8, Chúa Giêsu đưa ra các dấu hiệu để nhận biết thời gian ấy. Chẳng hạn như là nói về ngôn sứ nè, về giặc giã nè, về động đất nè, về đói kém nè. Những điều này hầu như thời nào cũng thấy, thời chúng ta cũng thấy thôi. Và dường như nó còn nặng hơn á. Đặc biệt là chúng ta đang bị cái dịch nha, dịch bệnh ha. Vì thế chúng ta cần phải đề cao cảnh giác vì ngày ấy có thể tới bất cứ lúc nào. Ở câu 9 đến câu 10, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ phải khôn ngoan, phải đề cao cảnh giác và bền chí đến cùng. Vì các cuộc bách hại này cũng như là các sự chia rẽ trong gia đình và thái độ thù nghịch của mọi người vì Chúa. Nhớ chứ, vì Chúa nha. Người ta thù nghịch vì Chúa nha. Chứ nếu như thù nghịch vì cái thói hư tật xấu của chúng ta thì nó không không liên quan gì đến cái ngày tận thế đâu. Không liên quan gì đến cái việc là tử đạo đâu. Từ câu 11 đến câu 13, Chúa Giêsu trấn an các môn đệ trong tình huống họ bị điệu ra trước tòa đời. Chúa Giêsu hứa là chính Thánh Thần sẽ giúp giúp họ và chính lúc cần sự khôn ngoan nhất nếu chúng ta trông cậy vào Chúa, Ngài sẽ soi sáng giúp chúng ta nói sao cho đúng. Điều này thì cô Yến cũng đã chia sẻ rất là sống động rồi. Thì cái việc này con cũng đã nhiều lần nói. Một trong những cái lúc mà con cần được ơn soi sáng nhất đó là lúc giảng lễ. Nơi đó thì con đại diện cho Chúa Giêsu. Chính vậy nên là không có lúc nào mà cầu nguyện nhiều bằng cái lúc mà giảng lễ. Thì thường là những lúc đấy Chúa Thần Ngài soi sáng nhiều lắm và nhận ra được nhiều điều mà thực sự mình nói mà mình không nghĩ rằng trước đó mình có thể nói được. Thì đó là ơn Chúa Thần. Trong nhà sẽ xảy ra chia rẽ, tranh chấp, cãi vã, thậm chí đưa nhau tới chỗ chết vì danh Chúa. Đây, cái này thì những anh chị tân tòng mới được rửa tội đó. Hẳn như chị Oanh trong nhóm chúng ta nè, hay là chị Hoa nè, rồi chị Yến nè, này. Những người mới được rửa tội chắc chắn cảm nghiệm được điều này ha. Chia rẽ, tranh chấp, cãi vã và thậm chí chết thì không chết đâu, nhưng mà chết trong lòng một ít thì nhiều lần. Khi theo đạo, đôi khi họ bị cả nhà tẩy chay, cô lập và đôi khi là chuột mũ nữa. Tất cả những điều ấy Chúa Giêsu đã báo rồi. Chúng ta không có phải phải thắc mắc là tại sao từ hồi tôi theo Chúa giờ tôi xui quá. Chúa nói trước rồi nên là câu này ai mà bị cái thử thách đức tin thì đọc lại câu này cho kỹ ha. Câu 11 đến câu 13. Câu 14 đến câu 23 nói về những gian nan tại Jerusalem. Đoạn này được viết bằng văn chương Khải Huyền.
Văn chương khoản huyền là một thể văn người ta viết, người ta dùng hình ảnh để người ta viết, người ta mô tả. Đây là một trong những hình ảnh đó, đồ ghê tởm khốc hại. Nó chỉ về các thần ngoại lai, là các cái tượng ngẫu tượng, các ngẫu tượng nhà như là các ông thần mà họ tự nghĩ ra đó. Ngày nay có quá nhiều thứ thần đó, chẳng hạn như ông thần tài cũng là một cái kiểu thần như người ta nghĩ ra, thần quyền lực, thần nhan sắc, thần lạc thú, rồi ngay bây giờ nó nghĩ ra cái thần gọi là cái thần Covid chẳng hạn. Bây giờ nè, thần Covid-19 ở bên Ấn Độ này, nó có nghi thức tắm thần nữa. Chúng ta cần phải đề cao cảnh giác, cần nhìn mọi sự với con mắt đức tin mới mong nhận ra chúng. Nên là bây giờ ai mà mở ra cúng thần Covid ở trên YouTube thì nhiều lắm, nhiều lắm. Người ta cho mình thấy ông thần Covid, bà thần này, là bà thần, nữ thần nó như thế nào. Cái đó là được liệt vào trong đều đồ ghê tởm khốc hại mà Thánh Marco nói ở trong đây ha. Câu 19: những ngày ấy là những ngày gian nan khốn khó nhất từ xưa đến nay. Chúng gian nan và khốn khó hơn những ngày giãn cách tháng 7, tháng 8, tháng 9 ở Sài Gòn rất nhiều. Nên là cái những ngày mà chúng ta trải qua đó thì đúng là cũng vất vả, nhưng mà so với những ngày gian nan Chúa Giêsu nói đến thì vẫn chưa ăn thua à. Câu 20: những kẻ được tuyển chọn vì những người đó đó thì Chúa sẽ rút ngắn lại những ngày thử thách ấy. Và vì chúng ta hãy nỗ lực sống tốt để trở nên một trong những kẻ được tuyển chọn của Chúa. Và có thể vì chúng ta mà những cơn gian nan khốn khó của nhân loại, của những người xung quanh chúng ta được rút ngắn lại. Đó là điều chúng ta nên làm. Câu 22: Chúa Giêsu cảnh báo những tiên tri giả chuyên lường gạt những người nhẹ dạ cả tin, những người ham thích chuyện lạ lùng. Hiện tại thì rộ lên các clip về trừ quỷ gây hoang mang và chia rẽ nhất nhiều người, đặc biệt trong nội bộ của giáo hội. Nhớ các clip trừ quỷ ha, cái lần này cái này thì hiện nay nhiều người đang đang theo đó. Chúng ta phải thỉnh thức để phân biệt đâu là giả, đâu là tiên tri giả, các thông tin sai lạc chúng ta cần cảnh giác. Ở trong cái clip trừ quỷ này á, thì con quỷ nó nhập vào cái người phụ nữ đó, nó nói Đức Giáo Hoàng là ngụy Giáo Hoàng, Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta đó, rồi nó nói là giáo hội bây giờ cho rước lễ bằng tay là phạm thượng, buộc phải quỳ và rước lễ bằng miệng. Điều này thì nó lại cứ nói ngược lại với là giáo hội, rồi nói là không được gọi Thánh Giuse là bạn trăm năm của Đức Mẹ, tại vì gọi như vậy là xúc phạm đến Đức Đồng Trinh của Đức Mẹ. Bảo những cái chuyện này là không không có cơ sở. Chúng ta nghe là nghe giáo hội, đừng có nghe cái con man quỷ nói nó, xong rồi lại nói các cha sai, rồi nói Đức Giám Mục tầm bậy tầm bạ, rồi cái gây gây ra sai lạc, gây ra chia rẽ nội bộ hết. Nên là nghe Chúa nói, nghe giáo hội nói, đừng nghe con ma con quỷ. Cái điều này nó là tiên tri giả đó, cẩn thận ha, tiên tri giả. Không có con ma con quỷ nào mà nó đóng phim nó làm cái kiểu đấy. Nó làm kiểu đấy để cho người ta sai lạc. Câu 24 đến câu 27 nói về con người quang lâm. Câu 24 và 25: mặt trời, mặt trăng là ngôi và ngôi sao là đại diện cho các thực thể tự nhiên bị lay chuyển. Các thực thể này đang bị lay chuyển, và theo ngôn ngữ thánh kinh á, thì những chuyển biến của các thực thể tự nhiên đó ám chỉ những lần Chúa, Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử con người. Ở đây những biến chuyển này chuẩn bị cho cuộc giáng lâm của Chúa Giêsu, cuộc giáng lâm của Chúa là tận thế đó. Ở câu 26: bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Chúa Giêsu dựa vào ngôn sứ Daniel là chương 7 câu 13: Ngài tự nhận mình là nhân vật con người bí ẩn ấy, đến để phán xét ngày sau cùng. Lần đầu Ngài đến trong thân phận nhỏ bé, khiêm hạ yếu đuối của một trẻ thơ. Và lần thứ hai Ngài sẽ đến trong ngày tận thế với uy quyền, toàn năng và vinh quang của Thiên Chúa để xét xử. Nên là chúng ta đã chứng kiến lần đầu tiên trong lễ Giáng sinh mà chúng ta vừa mừng xong đó, kỷ niệm nó việc lần đầu Chúa Giêsu đến. Lần thứ hai chúng ta đang trông chờ, và ngày đó sẽ là ngày phán xét, ngày Chúa đến với quyền năng và vinh quang của Ngài. Ở câu 27, Thiên Chúa sai các thiên sứ đi tập họp những người được tuyển chọn từ khắp nơi. Lúc này người tốt kẻ xấu không còn sống chung. Hiện nay thì vẫn còn lẫn lộn, nhưng lúc đấy sẽ tách biệt, cụ thể và thưởng phạt sẽ phân minh. Ở câu 13, ở chương 13 câu 28 đến câu 32 nói về vụ ngôn cây vả. Ở câu 28, 29 Chúa Giêsu cho biết khi thấy những hiện tượng Ngài nói, đó là ngày tận thế đã đến gần. Những hiện tượng mà chúng ta phân tích ở trên đó. Ở câu 30, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy sẽ xảy ra. Câu này ám chỉ đến cố Jerusalem phá hủy năm 70. Ở câu 31, giá trị vĩnh cửu của lời Chúa. Cho dù mọi sự thay đổi, lời Chúa vẫn luôn đúng. Chúa Giêsu nói là trời đất có qua đi thì những lời nói cũng sẽ không qua đi. Ở câu 32, ngày hay giờ đó thì không ai biết được. Đây là bí mật tận thế, thì có Chúa Cha mới có thể mặc khải.
Chúng ta nhớ Chúa Giêsu nói là ngay cả con người, có nghĩa Chúa đang Chúa Giêsu đang chỉ đến nhân tính của Ngài đó. Nên mọi người người ta lại hay đặt câu hỏi sao Chúa Giêsu là Chúa mà lại không biết. Chúa Giêsu đang nói đến nhân tính của Ngài, nhân tính của Ngài cũng không biết được ngày đó. Nhưng mà thần tính thì chắc chắn sẽ phải biết. Vì thần tính của Ngài cũng là thần tính của Chúa Cha. Câu 33 đến câu 37 phải tỉnh thức và sẵn sàng. Đây là một lời gọi tỉnh thức để chờ đợi, để tránh khỏi những thiệt hại đáng tiếc vì ngày dày ấy đến rất bất ngờ. Bất ngờ này các anh chị có thể chứng kiến được qua cái mùa dịch vừa rồi đó ha. Chết lúc nào cũng chẳng biết, đang khỏe mạnh lâm đùng nó chết. Bây giờ vẫn còn vậy, đang mạnh khỏe chỉ cần mất oxy 2 tiếng, không có oxy không thở được là chết. Bất ngờ lắm. Tại sao Chúa lại không cho chúng ta biết chính xác vào thời điểm diễn ra ngày tận thế? Đây cũng là một câu hỏi ha. Xin gợi ý lên hai câu lý giải. Con người mà biết thì sẽ ỷ lại, không tu tâm dưỡng tính để ăn chơi sa đọa, dễ ăn chơi sa đọa. Chỉ những ai tỉnh thức sẵn sàng chờ đón Chúa, dù Chúa không đến vào thời đại của họ, thì họ vẫn trở thành một người tốt. Điều này chúng ta rất là dễ hiểu khi mà một người mà ví dụ như học trò đó, mà nó ngồi nó học bài ấy, mà giáo viên nói là ngồi học bài đi, thầy hay cô sẽ trở lại đó, thì không biết giờ nào thì nó sẽ phải ngồi học. Còn nói chẳng hạn như 2 tiếng nữa thì nó còn 5 phút nó vẫn cứ ngồi nó chơi, nó vẫn cứ ngồi nó giỡn, nó đợi. Còn chẳng hạn như phút cuối cùng nó mới đổ nó ngồi nghiêm chỉnh vào thì nó đâu học được chữ gì. Thì Chúa Giêsu nói như vậy, ý là chúng ta phải cố gắng tốt từng ngày. Chứ nếu mà Chúa nói chẳng hạn như 53.000 ta mới trở lại thì bây giờ chúng ta ăn chơi thoải mái, tại vì 53.000 chúng ta đâu sống được đâu. Nên cũng có cái hay của nó ha, Chúa đến bất ngờ cũng có cái hay của nó.